我咋都呀？谁了他的？哎哎哎哎！啊！都không có rời xa tớ đâu. Sẽ phải chết trong đau đớn đấy. Đây, bác xem đi. Bằng chứng rõ mười mưa như thế này, thì bây giờ cháu phải làm sao hả bác? Dù gì không nể mặt cháu thì cũng phải nể mặt gia đình của cháu. Bác biết chuyện này tại thằng Hoàng nhà bác. Bác sẽ nói với nó. Cháu cứ yên tâm đi. Hoàng, mày đi giờ cái thói gì thế hả? Mày đưa đầu đường xóa tờ ở kia dạy con hả? Lại là cô à? Sao ngóc ngách nào thấy cô thế? Đấy, bác thấy chưa? Bố cho bác biết chuyện này, bố cháu sẽ không để yên cho đâu. Cháu cứ yên tâm đi. Đã có bác ở đây rồi mà. Hoàng, ngồi đây ra. Có chuyện gì bố cứ nói đấy ạ? Sao mày nói chuyện Ngọc như thế hả? Dù gì thì Ngọc sắp là vợ của con rồi. Con phải cho nó một chút sĩ diện chứ. Bố thích lấy thì bố đi mà lấy. Con không thích cô ta. Và cũng chẳng có một cái đám cưới nào ở đây cả. Này, mày đừng có láo nhá. Khi mày đi lấy con bé, nhà bán bánh mì đầu đường cho chợ gì hả? Con lấy ai thì cũng là sự lựa chọn của con. Con lấy ai mà con yêu thương, chứ không phải là để củng cố gia thế bố ạ. Nhưng tao không đồng ý cho mày lấy ai. Không đồng ý cho một cô gái nào đến đây ngoài Ngọc ra, biết chưa? Thôi bác ạ, cháu sẽ về nhà. Cháu sẽ nói chuyện này với bố cháu. Cô dọa tôi đấy à? Cô nói với bố cô đi. Để bố cô chuẩn bị tâm lý mà hủy hôn. Cô yên tâm, gia đình tôi không cần phải dựa vào gia đình cô đâu. Tôi sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của tôi, bằng chính thực lực của tôi. Bố này, một là con, hai là cô ta. Bố chọn đi. Con, này, mày ngu lắm con ạ. Ừ kìa bác, bác để thế mà được hả bác? Để thế làm sao được? Cháu yên tâm đi, tao có bác ở đây. Mà bác sẽ có cách. Bác là bố nó, chả lẽ bác chịu thua nó à? Đến nhà chồng tương lai mà lại bị đuổi à? Này, mày không phải cà khịa tao nhá. Nhân chi sơ tính cà khịa, không cà khịa ấy, mất vui. Tao đang buồn đây, mày làm nhà cho tao vui đi. Mà cà khịa cũng được. Giờ á, Hoàng càng ngày càng chán tao ý. Tao không biết phải làm sao cả. Nhìn mày ấy, tao còn chán nữa, cũng chỉ là người khác. Nghe thì có vẻ Kiều Phong, nhưng mà có bộ dung phục phép đấy nhỉ? Ừ. Thế nhưng mà chẳng phải mày còn cái chiêu độc đáo cuối cùng sao? Tung ra nốt đi, giữ làm gì? À ừ nhờ, thế mà tao không nghĩ ra. Lần này á, mà trời giúp được nó. Mày á, đúng là bạn tốt của tao. Mà thôi, đưa tao đi để đồ đi, nhanh. Chuyện nhỏ, đồ của mày ấy, lúc nào lấy cũng được. Đi, đi. Cầm lấy đi. Cái gì đây? Sao tự nhiên lại cho tôi? Cậu định nhờ vả tôi cái gì đúng không? Không thích thì thôi, đưa đây. Thế là thật à? Ngu
gì mà không lấy. Mà cậu cũng biết chọn phết, trông cũng xinh. Chả qua là thấy có lỗi thôi. Cái gì cơ? À, không, không có gì cả. Ừ, được đây. Chị ơi, cho tôi bánh mì trứng mẹ. Phết nhở? Chứ không phải cậu giàu mà kỳ bỏ. Đi đưa đây. Thôi, tôi xin. Mà tôi đang phải bán hàng cho khách. Này, tâm trạng vui rồi thì mai đi học đi. Ừ, tôi biết rồi. Nhớ đấy, không đi học là tôi đến tận nhà đấy, nhớ chưa? Cái đồ vật cá nhân của nó gắn lên hình nhân thế mạng, như thế thì mới hiệu nghiệm. Tao cũng biết như thế, nhưng mà bây giờ lấy cách nào? Ơ mà này, tóc bà đi đâu mà sao lại rối hết lên thế này hả? Được. Mà tóc đẹp thế, để tôi chải cho nhá. Bà mà cũng có mấy cái sở thích nữ tính này á? Ừ, chuyện đơn giản mà, ngoái phát là xong. Cần đây. Mày ơi, thời cơ đến, thời cơ đến. Nè nè, bây giờ nhá, mày đi vào lớp, xong rồi mày giả vờ mày ngã vùi vào cái bàn, mày lấy cái cắt tóc trên bàn cho tao. Ngã như thế nào? Thế nhỡ mà tao ngã thật thì làm sao? Trời ơi, ngã càng thật càng tốt chứ sao? Mày cứ làm cho tao đi. Xong việc tối tao đưa mày đi đu đưa. Mày nói thế, tự nhiên tao lại thấy cái chuyện này nó đơn giản hơn rồi đấy. Để tao nhá. Tao tin mày. Nhá. Này cậu kia, đi đúng cái kiểu gì đấy à? Điên. Cậu ta ngoài cái lúc ngáo ra thì cũng đáng yêu phết nhỉ. Hết hồn, cái răng nó còn nguyên. Đấy, cố gắng mà làm cho tốt nhá. Không được để cho ai biết của mày. Có biết ấy thì cũng đừng có khai ra tao. Mày cứ tin tao. Nhìn thấy cái kẹp tóc của tôi đâu không? Vừa nay tôi thấy cậu để đây mà. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Hay là để tôi mua cho nhá? Mà thôi, không cần đâu. Thầy giáo cũng sắp vào rồi. Thôi, cậu về chỗ ngồi đi. It's 10 years since I was in London. Trang, mình đi về đi. Trang, còn sao đấy? Đau quá, giống như là có kim nó châm vào.
Này, sao không? Mày có giúp đỡ không? Bạn tao có rảnh háng đâu mà giúp. Chắc là bị nhập quật rồi. Trang, cậu sao thế? Trang ơi, tỉnh dậy đi. Cậu không được rời xa tớ đâu. Cậu tỉnh dậy đi. Cậu mà có mệnh hệ gì tớ phải biết làm nào. Tỉnh dậy đi. Trang ơi, cậu tỉnh rồi à? Tớ ở đây rồi, không sao đâu, yên tâm nhá. Của mày cũng nặng đô đấy. Thầy cao tay quá nhở. Cái gì? Mày nói tao chẳng hiểu cái gì cả. Bùa của mày được hình thành từ sự oán hận. Nếu mà mày giữ nó ấy, thì nó sẽ sai khiến mày làm những điều sai trái. Còn nếu mà mày không làm theo yêu cầu của nó, thì mày sẽ phải chết trong đau đớn đấy. Không phải dọa. Con này chưa bao giờ biết sợ là gì nhá. Con thần kinh. Đừng quên những gì ta đã nói. Cả nghiệp quật đấy.